Xin chào tất cả các bạn. Nếu như bạn đang chạy quảng cáo trên Facebook, có phải bạn đang gặp cái trường hợp là khi các bạn chạy ngân sách nhỏ 50.000, 100.000 một ngày thì giá lại rất là ok. Còn khi các bạn scale lớn nó lên, ví dụ 1 triệu, 2 triệu, 5 triệu, 10 triệu thì lúc này cái giá nó lại đắt lên rất là nhiều và chúng ta đánh giá theo cảm tính của mình là quảng cáo không hiệu quả, phải không nào? Vậy làm thế nào để chúng ta có thể tăng ngân sách hiệu quả và làm thế nào để chúng ta biết rằng là quảng cáo của chúng ta có đang đắt hay không? Thì đây là cái câu hỏi vô cùng khó mà không phải ai cũng có thể trả lời được các bạn. Và đặc biệt là các bạn hầu hết sẽ chạy quảng cáo theo cảm tính. Chạy quảng cáo theo cảm tính là cái gì? Là các bạn sẽ nhìn vào các chỉ số, ví dụ như chỉ số tin nhắn, giá tin nhắn nó cao hay thấp. Ví dụ ngày hôm nay chúng ta chạy với cái giá là 10.000. Ngày hôm qua chúng ta chạy với cái giá là 5.000 thì chúng ta ngay lập tức đánh giá là cái giá ngày hôm nay nó đắt hơn ngày hôm qua, đúng không nào? Tất nhiên nếu như chúng ta so sánh về cái chi phí để ra một tin nhắn thì nó đắt hơn là chuyện đương nhiên, nhưng đôi khi chúng ta không thể nào có thể đánh giá như vậy được. Vậy làm thế nào để chúng ta biết quảng cáo của chúng ta có hiệu quả? Làm thế nào để chúng ta biết chúng ta tăng ngân sách lên mà không bị đắt? Làm thế nào để chúng ta biết chúng ta có thật sự là đang hiểu quảng cáo hay không? Thì video hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn cách thức để các bạn biết được cách chạy quảng cáo thế nào là hiệu quả. Ok, thì đầu tiên mình sẽ có một cái ví dụ nho nhỏ. Ví dụ mình nhập một sản phẩm tên là ví dụ nha. Ví dụ mình sẽ nhập sản phẩm A với cái giá là 100k. Nhập vào với cái giá 100k và mình bán ra. Mình bán nó ra với cái giá là 300. Đúng nào, mình nhập vào 100 và bán ra 300 thì lúc này chúng ta sẽ có cái lợi nhuận, đúng không ạ? Sẽ có cái lợi nhuận. Lợi nhuận mà chưa trừ chi phí quảng cáo, chưa trừ tất cả mọi thứ khác đó là 200.000. Nếu như chúng ta bán được một đơn hàng, đúng không nào? Và mình sẽ cho các bạn biết là bí mật nó nằm ở đâu. Nó nằm ở chính trong cái tư duy của các bạn. Và bí mật nó nằm ở trong cái khả năng trả giá của các bạn. Giả sử các bạn có 200.000 tiền lợi nhuận trên một đơn hàng thì bạn sẽ sẵn sàng trả bao nhiêu tiền cho chi phí quảng cáo? Đấy. Câu hỏi lớn ở đây là gì? Bạn sẵn sàng trả bao nhiêu tiền cho một đơn hàng? Trả bao nhiêu tiền quảng cáo nhé? Bạn sẵn sàng trả bao nhiêu tiền quảng cáo cho một đơn hàng đó, sẵn sàng trả bao nhiêu tiền quảng cáo? Thì câu trả lời này là tùy các bạn trả lời. Mình lấy ví dụ người số 1 sẵn sàng trả 100k trên một đơn, người số 2 sẵn sàng trả 150k trên một đơn, và người số 3 sẵn sàng trả 200k trên một đơn. Và có những trường hợp người số 4 họ sẵn sàng trả thậm chí lớn hơn 200k trên một đơn. Thì theo các bạn ở đây ai sẽ là người lãi? Ở đây ai sẽ là người chiến thắng trong cái việc trò chơi quảng cáo này? Đúng không? Câu trả lời các bạn tự trả lời. Tuy nhiên trả giá bao nhiêu cũng được, cái này nó phụ thuộc vào chính bản thân các bạn trả bao nhiêu cũng được. Mình lấy ví dụ một con số có lời đi là 100.000, đúng nào? Mình sẽ lấy chọn con số là 100.000 dành cho người thứ nhất. Và đây chắc hẳn cũng là cái phương án mà rất rất nhiều người chọn, đúng không nào? 100.000 trên một đơn hàng trả tiền cho quảng cáo. Ok, không sao. Thì nếu như các bạn biết được là các bạn sẵn sàng trả 100.000 cho một đơn hàng là một điều tốt. Tuy nhiên các bạn sẽ cần phải thêm một điều thứ hai, đó là các bạn phải biết được cái tỷ lệ chuyển đổi. Hay nói cách khác là tỷ lệ chốt đơn. Tỷ lệ chuyển đổi và tỷ lệ chốt đơn nó là cái gì? Mình lấy ví dụ là 10 người inbox, 10 người nhắn tin hỏi hàng thì bạn có thể bán được bao nhiêu đơn hàng cho 10 ngày? Cho 10 ngày giả sử bạn bán được 2 đơn thì lúc này cái tỷ lệ chuyển đổi ở đây nó là 20%. 20% các bạn nhé. Còn nếu như bạn bán được một đơn thì tỷ lệ chuyển đổi ở đây nó là 10%. Bạn có thể bán được 5 đơn thì tỷ lệ chuyển đổi ở đây nó là 50%. Thì cái câu chuyện ở đây nó sẽ xảy ra các trường hợp như sau. Trường hợp số 1, mình lấy cụ thể fix cho các bạn một cái tỷ lệ chốt, tỷ lệ chuyển đổi cụ thể để cho các bạn dễ tính, đó là 20%. Đây là cái tỷ lệ mà trung bình của ngành. Thì tỷ lệ chuyển đổi của là 20% thì các bạn chạy, các bạn có thể bỏ ra 100k
cho một đơn và tỷ lệ chuyển đổi 20%, thì điều này có nghĩa là như thế nào? Tức là cứ 5 người nhắn tin cho các bạn thì các bạn chốt được một đơn nhá. 5 người nhắn tin và tỷ lệ chốt 20%, thì cái này có nghĩa là 5 người nhắn tin bạn sẽ chốt được một đơn đó. Bạn sẽ chốt được một đơn, mình đang nói ở đây là 5 người nhắn tin bạn sẽ chốt được một đơn với cái tỷ lệ chuyển đổi fix cứng là 20%. Thì nếu như ok hôm nay bạn chạy quảng cáo với cái mức giá nhá, ngày 1, ví dụ ngày 1 bạn chạy là 5.000 5k trên 1 mét phải không nào, thì với 100.000 ở đây thì bạn sẽ có 20 người, và 20 người này thì bạn sẽ chốt được 4 đơn đúng không nào. 20 người bạn sẽ chốt được 4 đơn. Ví dụ sang ngày 2 thì bạn chạy với cái mức giá là 20k trên 1 mét, thì thông thường nếu như ngày 1 bạn chạy 5.000, ngày 2 bạn chạy 20.000 trên 1 mét thì ngay lập tức mình sẽ hiểu rằng là đa phần các bạn sẽ có một cái thao tác đó là tắt quảng cáo, nhưng vẫn với cái tỷ lệ chốt là 20% như vậy thì lúc này các bạn sẽ chốt được 20.000 trên 1 mét, thì các bạn có 5 người và các bạn vẫn chốt được một đơn đúng nào. Thì chung quy lại ở đây 4 đơn, các bạn chạy 100.000 các bạn được 4 đơn, dưới này các bạn chạy 100.000 các bạn được một đơn, cái này các bạn vẫn có lợi nhuận. Lợi nhuận là bao nhiêu ạ? 100.000 đúng không nào, lợi nhuận 100k. Còn ở trên này thì bạn có lợi nhuận nhiều hơn đúng không, có lợi nhuận nhiều hơn nhá. Lợi nhuận chỗ này các bạn có 700, lợi nhuận chỗ này các bạn có 700k đúng nào. Thì theo các bạn, quảng cáo như thế này có phải là không hiệu quả không, có phải là đắt không? Không các bạn nhé, mình trả lời các bạn chắc chắn không. Bởi vì sao? Bởi vì cái giá các bạn sẵn sàng trả nó vẫn nằm ở trong cái giá các bạn chịu đựng được, tức là các bạn vẫn có lợi nhuận. Khi các bạn chạy quảng cáo vẫn có lợi nhuận thì các bạn vẫn chạy như thường. Còn cái trường hợp ví dụ ngày 3 bạn chạy 5.000 mét nhưng 20 người bạn lại không chốt được đơn, không đơn, thì lúc này nó mới gọi là đắt này, lúc này nó mới gọi là quảng cáo không hiệu quả này đúng nhỉ. Thì ở đây các bạn có lợi nhuận là gì, là lợi nhuận âm 100k đó. Lợi nhuận lúc này là âm 100k, hình dung nào. Thì với cái câu chuyện này thì bạn chạy 50.000 hay 100.000 một ngày thì nó ok, nhưng bây giờ mình lấy giả sử ngày đầu tiên bạn chạy 5.000 một mét bạn có lợi nhuận là 700.000 phải không nào, và bạn sẽ thấy ngon. Và sang ngày thứ hai thông thường bạn sẽ chạy ngày hai ngày một các bạn đã chạy, mình lấy ví dụ như ngày một đang chạy test 100 thì ngày hai các bạn chạy lên 1.000.000 1.000k đúng không nào, chạy lên 1.000k thì nó sẽ rơi vào trường hợp này, nó chưa rơi vào trường hợp ngày hai. Nhưng mà các bạn cứ tính xem thì các bạn vẫn có tổng ngày là lợi nhuận của ngày số 2 là 1.000.000 trên lý thuyết đúng không nào, trên lý thuyết 5 đơn các bạn vẫn chốt được một và giá max là 20.000, nó là như thế, các bạn hình dung nào. Và khi các bạn có lợi nhuận thì các bạn cứ chạy quảng cáo thoải mái cho mình, không vấn đề gì hết. Chỉ khi quảng cáo không hiệu quả, khi nào? Khi cái giá thành các bạn chạy, trường hợp 1 nha, trường hợp 1 tức là giá max rẻ không chốt được đơn, tức là chi phí trên một đơn lớn hơn cái giá chấp nhận được, đấy gọi là đắt. Trường hợp 2, giá mép vừa đắt và vừa không chốt được đơn. Đấy, nó có hai trường hợp như vậy thôi. Thì đối với cái việc này thì các bạn tắt cam là đúng. Các bạn tắt cam là đúng. Nhưng mà đối với cái trường hợp là giá mét rẻ mà không chốt được đơn thì các bạn ngoài cái việc các bạn tắt cam ra, các bạn sẽ cần phải xem thêm cho mình một khâu nữa, đó chính là cái khâu chốt sale. Khâu này mang tên là khâu chốt sale.
Tức là các bạn xem rằng cái kịch bản chốt sale của mình nó có vấn đề gì không, tại sao mình lại không chốt được sale vào ngày hôm đấy đó. Nếu như mình làm đúng theo cái kịch bản của ngày hôm trước mà không chốt được thì lúc này mình quay sang vấn đề của quảng cáo, đó chính là tệp khách hàng không phù hợp các bạn nhé. Chúng lúc này thì chúng ta phải hiểu rằng là chúng ta đang chạy vào cái tệp khách hàng không phù hợp, vậy nên chúng ta cần tăng càng ngày. Ok chưa nào? Vậy chốt lại ở đây là các bạn muốn đánh giá được quảng cáo của mình hiệu quả hay không hiệu quả, quảng cáo của mình đắt hay rẻ, thì các bạn cần phải có cho mình những cái KPI về số tiền, về con số trước khi chúng ta chạy quảng cáo. Bởi vì sao? Bởi vì nếu như các bạn không có con số cụ thể, không có mốc để đo lường thì các bạn sẽ không biết thế nào là hiệu quả và không biết thế nào là đắt hay rẻ. Ok, thì nếu như bạn thấy video này hay và có ích cho bạn, hãy cho mình một đăng ký kênh để ủng hộ, bấm nút chuông bên cạnh để khi mình ra những cái video mới thì các bạn có thể nhận được ngay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video chia sẻ tiếp theo. Bye bye.